Xin chào các em. Thầy rất vui khi đồng hành cùng các em trong chương trình ôn tập thi Trung học phổ thông quốc gia môn Địa lý năm học 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tổ chức. Đầu tiên, thầy xin giới thiệu, tên thầy là Vũ Văn Thạo, giáo viên trường Trung học phổ thông B8, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thầy được giao nhiệm vụ ôn tập chuyên đề Địa lý các vùng kinh tế và vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở vùng biển, các đảo và quần đảo. Ở chuyên đề này, thầy sẽ khái quát các kiến thức cơ bản thành hệ thống sơ đồ, rồi đưa ra một số câu hỏi vận dụng. Các em cần nắm vững được các kiến thức cơ bản của từng vùng kinh tế, rồi từ đó vận dụng kiến thức để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Thầy hy vọng phần trình bày của thầy sẽ giúp các em ôn tập một cách dễ dàng hơn và đạt kết quả cao hơn trong kỳ thi sắp tới. Sau đây thầy đi vào chuyên đề các vùng kinh tế. Việt Nam chúng ta có 7 vùng kinh tế. Vùng số 1 là Trung Du miền núi Bắc Bộ. Vùng số 2 đồng bằng sông Hồng. Vùng số 3 Bắc Trung Bộ. Vùng số 4 Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vùng số 5 Tây Nguyên. Vùng số 6 Đông Nam Bộ. Vùng số 7 đồng bằng sông Cửu Long. Sau đây thầy trò chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu vùng kinh tế thứ nhất. Đó là vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ là vùng có diện tích 101.000 km2. Đây là vùng có diện tích lớn nhất cả nước, chiếm khoảng gần 1/3, gồm 15 tỉnh. Trong đó có 4 tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, đó là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình. 11 tỉnh còn lại nằm ở khu vực Đông Bắc. Vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ là vùng có rất nhiều các thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội. Trong đó có thể kể đến 4 thế mạnh nổi bật như sau. 1. Thế mạnh về khai thác chế biến khoáng sản, thủy điện. 2. Thế mạnh về trồng, chế biến các cây cận nhiệt ôn đới. 3. Thế mạnh về chăn nuôi gia súc. Và 4. Là phát triển tổng hợp kinh tế biển. Ta vào thế mạnh thứ nhất là về khai thác chế biến khoáng sản. Có thể khẳng định Trung Du miền núi Bắc Bộ là vùng giàu khoáng sản nhất cả nước, với nhiều loài khoáng sản có trữ lượng lớn và hiệu quả kinh tế cao, như than có nhiều ở Quảng Ninh, sắt thì có nhiều ở Thái Nguyên, Yên Bái, apatit thì có ở Lào Cai hay pyrit ở Phú Thọ. Tuy nhiên, việc khai thác khoáng sản của vùng này thì gặp khá nhiều khó khăn vì nó đòi hỏi phương tiện hiện đại và chi phí rất cao, do khoáng sản thì nằm phân tán và thường nằm sâu ở trong lòng của các dãy núi. Về thủy điện, chúng ta cũng có thể khẳng định Trung Du miền núi Bắc Bộ là vùng có trữ năng thủy điện lớn nhất cả nước, đặc biệt trên hệ thống sông Hồng. Trong hệ thống sông Hồng thì sông có trữ năng thủy điện lớn nhất, đó là sông Đà. Việc phát triển các nhà máy thủy điện của vùng đã tạo ra động lực mới cho sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là đối với ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản. Tuy nhiên, khi chúng ta xây dựng các nhà máy thủy điện thì phải cần chú ý đến sự thay đổi của môi trường sinh thái và địa bàn cư trú của người dân. Ta sang thế mạnh thứ hai, trồng, chế biến các cây cận nhiệt ôn đới. Về điều kiện thuận lợi, Trung Du miền núi Bắc Bộ có đất ferrit, đất phù sa cổ, có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh. Khu vực Đông Bắc, mùa đông lạnh và kéo dài do địa hình thấp và hướng núi vòng cung hút gió mùa Đông Bắc. Ở khu vực Tây Bắc thì gió Đông Bắc yếu hơn nhưng mùa đông cũng rất lạnh do ảnh hưởng của độ cao địa hình. Một số khó khăn gặp phải, vùng này có một số thiên tai như rét đậm, rét hại, sương muối và thiếu nước về mùa khô. Đặc biệt nữa là sự hạn chế của công nghiệp chế biến làm cho chất lượng và hiệu quả của sản phẩm cây trồng vùng này chưa được như mong muốn. Các cây trồng chính của Trung Du miền núi Bắc Bộ chúng ta có thể kể đến. Đối với cây công nghiệp, cây quan trọng số 1 đó là cây chè, là vùng trồng nhiều chè nhất cả nước. Chè được trồng nhiều nhất ở các tỉnh như Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái. Các cây dược liệu như là tam thất, đương quy, đỗ trọng, các cây ăn quả cận nhiệt ôn đới như đào, lê, mận, táo. Vùng này còn là vùng trồng và lưu giữ các giống rau cận nhiệt và ôn đới cho cả nước. Việc phát triển trồng chế biến các cây cận nhiệt ôn đới có nghĩa rất lớn, không chỉ về mặt kinh tế mà còn về mặt xã hội. Nó giúp vùng này phát triển nền nông nghiệp hàng hóa và đặc biệt tạo ra tập quán sản xuất mới, định canh định cư cho người dân tộc ít người. Về chăn nuôi gia súc, vùng này cũng có điều kiện rất thuận lợi để phát triển chăn nuôi gia súc, đó là có nhiều đồng cỏ, cao nguyên, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho gia súc.
Việc trồng hoa màu lương thực cũng khá phát triển, cung cấp nguồn thức ăn từ ngành trồng trọt. Tuy nhiên cũng gặp một số khó khăn, đó là đồng cỏ chất lượng cao thì còn thiếu, hiện tượng rét đậm rét hại, rồi giao thông, công nghiệp chế biến chưa đảm bảo. Các vật nuôi chính của vùng này chúng ta có thể kể đến đó là trâu. Đây là vùng có số lượng đàn trâu lớn nhất cả nước. Ngoài ra hiện nay vùng còn chăn nuôi nhiều bò, đặc biệt là mô hình bò sữa ở Sơn La, và chăn nuôi lợn cũng rất phát triển. Về thế mạnh tổng hợp kinh tế biển, Trung Du miền Bắc Bộ chỉ có một tỉnh giáp biển là tỉnh Quảng Ninh, nhưng Quảng Ninh là tỉnh có điều kiện rất thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển như du lịch biển, giao thông vận tải biển, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản. Đây là toàn bộ hệ thống kiến thức cơ bản mà các em cần nắm được ở bài Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Với kiến thức này thì các em có thể vận dụng và trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm như sau. Câu 1. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 26 cho biết tỉnh nào sau đây nằm trong tiểu vùng Tây Bắc. Thì với kiến thức vừa rồi thầy khái quát và các em nắm được, các em dễ dàng chọn là Hòa Bình. Câu 2. Ngành chăn nuôi lợn phát triển mạnh ở Trung Du miền núi Bắc Bộ nhờ. Các em biết rằng lợn, nguồn thức ăn của nó là tinh bột, mà tinh bột thì có từ lương thực. Vì vậy chúng ta dễ dàng chọn đáp án là đáp án C, có nhiều hoa màu lương thực. Câu 3. Khó khăn lớn nhất trong khai thác tài nguyên khoáng sản ở Trung Du miền núi Bộ là gì? Thì ở phần trình bày lúc trước chúng ta đã khẳng định rằng khoáng sản ở vùng này phân bố phân tán, nên khai thác đòi hỏi phương tiện hiện đại và chi phí cao, đáp án A. Câu 4. Ý nghĩa lớn nhất của việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở Trung Du miền núi Bắc Bộ là A. Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. B. Nâng cao đời sống cho người dân tại chỗ. C. Thúc đẩy công nghiệp chế biến phát triển. D. Đẩy mạnh quá trình đô thị hóa nông thôn. Chúng ta chọn đáp án ở đây đó là phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Câu số 5. Việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở Trung Du miền núi Bắc Bộ gặp khó khăn chủ yếu nào sau đây? Đó là sự hạn chế của công nghiệp chế biến. Ta chọn đáp án D. Ta sang cái vùng kinh tế tiếp theo là vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng. Đồng bằng sông Hồng là cái vùng có diện tích nhỏ nhất nước ta với khoảng 15.000 km2, nhưng đây là vùng có số dân đông nhất cả nước, năm 2019 là 2,5 triệu người. Vì vậy mật độ dân số của vùng này là cao nhất cả nước. Ở nội dung đồng bằng sông Hồng, các em cần nắm vững được 3 kiến thức cơ bản như sau. 1 là những thế mạnh chủ yếu. 2 là một số hạn chế chủ yếu. 3 là chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các định hướng chính. Phần thứ nhất là các thế mạnh chủ yếu của vùng. Thế mạnh thứ nhất về vị trí địa lý. Đồng bằng sông Hồng nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc với 3 cái đỉnh của tam giác tăng trưởng kinh tế là Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Đồng bằng sông Hồng giáp với Trung Du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và giáp Vịnh Bắc Bộ, tạo thuận lợi để vùng này trao đổi giao lưu hàng hóa với các vùng trong nước cũng như là với quốc tế. Về tự nhiên, thứ nhất về đất. Đất nông nghiệp ở đồng bằng chiếm 52,1% diện tích, trong đó 70% là đất phù sa màu mỡ. Đất phù sa ở đồng bằng sông Hồng do hai hệ thống sông bồi đắp, đó là sông Hồng và sông Thái Bình. Đấy, đất rất màu mỡ, thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa nước. Về tài nguyên nước thì rất phong phú, gồm nước trên mặt, nước ngầm và đặc biệt nữa là có nước nóng, nước khoáng. Về biển, giáp với vịnh Bắc Bộ cho nên có thể có phát triển được ngành thủy sản, du lịch và giao thông vận tải biển. Về khoáng sản tuy không nhiều nhưng cũng có một số khoáng sản có giá trị kinh tế, đó là đá vôi, sét, cao lanh ở Hải Dương đã rất nhiều ở huyện Kinh Môn và Chí Linh. Ngoài ra có than nâu, khí tự nhiên. Thế mạnh tiếp theo là thế mạnh về kinh tế xã hội. Trước hết là về dân cư lao động, vùng này có lực lượng lao động rất dồi dào và lao động có kinh nghiệm và trình độ. Về cơ sở hạ tầng, có mạng lưới giao thông, điện, nước khá tốt. Về cơ sở vật chất kỹ thuật, tương đối tốt phục vụ cho đời sống và sản xuất. Một số thế mạnh khác như thị trường tiêu thụ rộng lớn, lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời. Như vậy chúng ta có thể khẳng định đồng bằng sông Hồng là vùng có tương đối đầy đủ những thuận lợi về mặt
vị trí về mặt tự nhiên cũng như về mặt kinh tế cho sự phát triển kinh tế. Tuy vậy, cũng còn một số khó khăn. Khó khăn thứ nhất, dân số quá đông, mật độ dân số quá cao. Điều này gây sức ép rất lớn đối với sự phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. Khó khăn thứ hai là có một số thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán. Khó khăn thứ ba là tài nguyên khoáng sản hạn chế, dẫn tới thiếu nguyên nhiên liệu cho công nghiệp. Khó khăn thứ tư là việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành còn chậm, chưa phát huy hết các thế mạnh của vùng và chưa tạo ra được đầy đủ việc làm cho lực lượng dân số quá đông. Với thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, vậy thì cái định hướng chính để chuyển cơ cấu kinh tế theo ngành ở vùng này như thế nào? Chúng ta sang phần thứ ba, vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và các định hướng chính. Các em quan sát biểu đồ thể hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng thời kỳ 1986-2005 thì các em thấy rất rõ là khu vực nông lâm ngư nghiệp giảm tỷ trọng, khu vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ tăng tỷ trọng. Sự chuyển biến như vậy là rất tích cực, tuy nhiên tốc độ còn chậm. Vì vậy, đồng bằng sông Hồng cần phải đưa ra các cái định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Về định hướng chung là tiếp tục giảm tỷ trọng của khu vực 1, tăng tỷ trọng của khu vực 2, khu vực 3. Trên cơ sở tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả gắn với giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Ở trong nội bộ từng khu vực, ở khu vực 1 thì giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Trong trồng trọt thì giảm tỷ trọng cây lương thực, tăng tỷ trọng cây công nghiệp, cây thực phẩm, cây ăn quả. Ở khu vực 2, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của vùng như công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, cơ khí, điện tử, v.v. Ở khu vực 3 thì đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ như du lịch, tài chính, ngân hàng, giáo dục để đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng. Với hệ thống kiến thức cơ bản của đồng bằng sông Hồng, thầy trò chúng ta sẽ vận dụng nó vào trả lời một số câu hỏi ôn tập như sau. Câu 1. Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến vấn đề thiếu việc làm ở đồng bằng sông Hồng? A. Chất lượng lao động chưa đáp ứng được nhu cầu. B. Phân bố dân cư lao động chưa hợp lý. C. Có nhiều đô thị tập trung dân cư đông đúc. D. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành còn chậm. Chúng ta chọn đáp án là đáp án D. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của vùng còn chậm nên chưa giải quyết được vấn đề việc làm cho người lao động. Câu 2. Việc phát triển nghề thủ công truyền thống ở đồng bằng sông Hồng hiện nay góp phần quan trọng nhất vào việc đó là góp phần quan trọng vào việc giải quyết sức ép về vấn đề việc làm. Những năm gần đây khi đồng bằng sông Hồng nói riêng và cả nước nói chung khôi phục lại các làng nghề truyền thống, điều này đã tạo ra được một cái lượng việc làm lớn để giải quyết sức ép việc làm cho lực lượng lao động rất đông. Câu 3. Ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu công nghiệp ở đồng bằng sông Hồng. A. Tạo thêm nhiều mặt hàng giải quyết việc làm. B. Phát huy thế mạnh và đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế. C. Góp phần hiện đại hóa sản xuất và bảo vệ môi trường. D. Hình thành ngành trọng điểm và dịch vụ mới. Chúng ta chọn đáp án đó là đáp án B. Phát huy thế mạnh và đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế. Câu số 4. Cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng có sự chuyển biến theo hướng tích cực chủ yếu do tác động của A. Tài nguyên phong phú. B. Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. C. Thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng. D. Nguồn lao động dồi dào, kỹ thuật cao. Chúng ta thấy rằng quá trình chuyển cơ cấu kinh tế của đồng bằng sông Hồng nói riêng và cả nước chúng ta nói chung là do kết quả quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Câu 5. Khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp ở đồng bằng sông Hồng là A. Thiếu nguyên liệu tại chỗ. B. Có mật độ dân số cao. C. Cơ cấu kinh tế chậm chuyển biến. D. Cơ sở hạ tầng hạn chế. Khó khăn chủ yếu đối với công nghiệp của vùng đó là thiếu nguồn nguyên nhiên liệu tại chỗ. Thầy trò chúng ta tiếp tục nam tiến sang cái vùng kinh tế số 3. Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ. Bắc Trung Bộ là vùng có diện tích 51,5 nghìn km2, gồm 6 tỉnh.
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Ở vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ, các em cần nắm rõ được hai nội dung kiến thức cơ bản, đó là việc hình thành cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp và hình thành cơ cấu công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Ta đi vào cái vấn đề thứ nhất là hình thành cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp. Các em quan sát một cái lát cắt, một cái sơ đồ lát cắt địa hình của Bắc Trung Bộ từ Tây sang Đông. Thì tất cả các tỉnh ở Bắc Trung Bộ từ Tây sang Đông chúng ta đều gặp các dạng địa hình, đó là vùng núi, ở đây chính là dãy núi Trường Sơn Bắc, đến các cái vùng đồi gò thấp hơn, đến các cái vùng đồng bằng nhỏ hẹp ở ven biển, và phía đông chính là Biển Đông. Với cái lát cắt địa hình như thế này thì có thể khẳng định tất cả các tỉnh ở Bắc Trung Bộ đều có điều kiện để hình thành cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp. Về lâm nghiệp, Bắc Trung Bộ là vùng có diện tích và độ che phủ rừng lớn thứ hai cả nước sau Tây Nguyên. Rừng tập trung ở biên giới Việt Lào. Hiện nay rừng phòng hộ của vùng này chiếm diện tích lớn nhất. Ý nghĩa là giúp vùng này hạn chế lũ, bảo vệ sinh vật và ngăn nạn cát bay ở ven biển. Về nông nghiệp, vùng đồi trước núi thì có thế mạnh về chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp lâu năm. Vùng đồng bằng ven biển thì có thế mạnh trồng cây hàng năm và gia súc nhỏ. Vùng này thì không thuận lợi cho trồng lúa bởi vì đất là đất cát pha, trừ đồng bằng Thanh, Nghệ, Tĩnh. Về ngư nghiệp, tất cả các tỉnh đều có điều kiện phát triển nghề cá, nhưng Nghệ An là tỉnh trọng điểm. Hiện nay nghề cá của vùng vẫn chủ yếu đánh bắt ở gần bờ vì tàu thuyền công suất nhỏ, điều này dẫn tới nguồn lợi gần bờ cạn kiệt. Những năm tới thì vùng này cần tiếp tục đẩy mạnh đánh bắt xa bờ. Việc nuôi trồng thủy sản những năm gần đây đang phát triển nhanh, điều này góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn của vùng. Ta sang cái nội dung kiến thức trọng tâm thứ hai, đó là hình thành cơ cấu công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Thứ nhất là cơ cấu công nghiệp. Công nghiệp của vùng phát triển dựa trên một số thế mạnh, đó là nguồn khoáng sản khá phong phú. Ví dụ như là có sắt ở Thạch Khê, Hà Tĩnh, hay chromit ở Cổ Định, Thanh Hóa, v.v. Cái nguồn nguyên liệu từ nông, lâm, ngư nghiệp, và đặc biệt nữa là thế mạnh về nguồn lao động rất đông và giá rẻ. Vùng này đã hình thành các ngành công nghiệp chuyên môn hóa như vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm, thủy sản hay luyện kim. Việc phát triển công nghiệp của vùng gặp một số khó khăn, đó là thiếu vốn, thiếu nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng điện của vùng chủ yếu vẫn được cung cấp bởi hệ thống lưới điện quốc gia từ đường dây siêu cao áp 500 kV Bắc Nam và một số nhà máy thủy điện công suất nhỏ. Về vấn đề hình thành và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, vùng có nhiều các tuyến đường quan trọng đi qua như quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, đường sắt Bắc Nam, quốc lộ 7, 8, 9. Các cửa khẩu lớn như Lao Bảo, Cha Lo, Cầu Treo, các sân bay như Vinh, Đồng Hới, Phú Bài được nâng cấp. Các cảng biển được hiện đại như Nghi Sơn, Vũng Áng, Chân Mây. Việc hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giúp cho vùng này nâng cao cái năng lực là cầu nối, trung chuyển hàng hóa giữa miền Bắc với miền Nam, giúp vùng này phát triển nền kinh tế theo hướng mở sang các nước bạn. Và đặc biệt là việc xây dựng và hiện đại hóa các cảng giúp vùng này thu hút đầu tư nước ngoài. Với các kiến thức cơ bản của vùng Bắc Trung Bộ thì thầy cho chúng ta tiếp tục có những câu hỏi ôn tập như sau. Câu 1. Việc xây dựng các cảng nước sâu ở Bắc Trung Bộ có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây? Chúng ta chọn đáp án đó là đáp án D, làm tăng khả năng thu hút đầu tư nước ngoài. Câu 2. Nhân tố nào sau đây tác động chủ yếu đến sự thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển ở Bắc Trung Bộ? Vừa rồi chúng ta đã nắm được kiến thức cơ bản thì các em dễ dàng chọn được đáp án đó. Đáp án đó là đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản nước mặn và nước lợ. Câu 3. Giải pháp cơ bản nhất để hạn chế nạn cát bay, cát chảy ở Bắc Trung Bộ là xây dựng đê biển, bảo vệ rừng ngập mặn, trồng rừng phòng hộ, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản. Chúng ta chọn đáp án đó là đáp án C, trồng rừng phòng hộ. Câu 4.
vai trò kinh tế chủ yếu của rừng sản xuất ở Bắc Trung Bộ là: rừng sản xuất ở Bắc Trung Bộ thì chủ yếu có vai trò là cung cấp củi gỗ và nguyên liệu giấy. Câu 5. Tỉnh nào ở Bắc Trung Bộ có thế mạnh về quặng sắt để phát triển công nghiệp luyện kim đen? Em có thể dựa vào kiến thức hoặc Atlas và dễ dàng chọn được đáp án, đó là đáp án D, Hà Tĩnh. Thầy trò chúng ta tiếp tục sang vùng kinh tế số 4, đó là vấn đề phát triển kinh tế ở Duyên Hải Nam Trung Bộ. Duyên Hải Nam Trung Bộ là vùng có diện tích 44,4 nghìn km², gồm 8 tỉnh, thành phố, trong đó có thành phố trực thuộc Trung ương, đó là thành phố Đà Nẵng. Các vấn đề phát triển kinh tế nổi bật của vùng này, vấn đề nổi bật nhất đó chính là vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển. Tại sao nó lại như vậy? Các em quan sát bản đồ, các em có thể thấy rằng tất cả các tỉnh ở Duyên Hải Nam Trung Bộ đều giáp biển, và lý do đó cho nên vùng này có điều kiện phát triển tổng hợp kinh tế biển với các ngành nghề. Thứ nhất, nghề cá. Trong nghề cá thì đánh bắt vùng này có điều kiện rất thuận lợi với hai ngư trường trọng điểm, đó là Hoàng Sa, Trường Sa, ngư trường Ninh Thuận, Bình Thuận, với nhiều hải sản phong phú, nhiều loài cá quý. Về nuôi trồng, vùng này cũng có điều kiện rất thuận lợi để nuôi trồng thủy sản bởi vì có nhiều vũng vịnh, đầm phá, đặc biệt là ở Phú Yên, Khánh Hòa. Hiện nay đây là hai tỉnh mà nuôi rất nhiều tôm hùm. Công nghiệp chế biến hải sản cũng phát triển, tạo nên những cái sản phẩm chuyên môn hóa và những cái thương hiệu nổi tiếng, ví dụ như nước mắm Phan Thiết. Việc phát triển nghề cá giúp cho vùng này tạo ra được cái sản phẩm và tạo ra được cái động lực để trao đổi hàng hóa với các cái vùng khác. Thứ hai, về du lịch biển, cũng có thể khẳng định không vùng nào nước ta có nhiều bãi biển đẹp và khí hậu thuận lợi để phát triển du lịch biển như vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, với các bãi biển đẹp như Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Nha Trang, Mũi Né hay Quy Nhơn. Trong đó thì Nha Trang, Đà Nẵng là hai trung tâm du lịch lớn nhất. Về giao thông vận tải biển, vùng có nhiều vũng vịnh nước sâu để xây dựng các cảng biển như cảng Đà Nẵng, Quy Nhơn hay Dung Quất. Nước ta đang xây dựng và hoàn thiện cảng trung chuyển quốc tế hàng hóa lớn nhất ở Vịnh Vân Phong. Về khoáng sản biển, ở thềm lục địa vùng này có dầu khí ở phía đông đảo Phú Quý của tỉnh Bình Thuận. Ngoài ra nước biển ở vùng này rất mặn, rất thuận lợi cho nghề muối. Đặc biệt, hai địa phương sản xuất muối nhiều và nổi tiếng đó là Cà Ná và Sa Huỳnh. Kiến thức trọng tâm thứ hai các em cần nắm được đó là vấn đề phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Thứ nhất là về phát triển công nghiệp. Vùng này đã hình thành được một chuỗi các trung tâm công nghiệp ở ven biển. Trong đó có các trung tâm vừa như Đà Nẵng, các trung tâm nhỏ như Quy Nhơn, Phan Thiết. Về cơ cấu ngành thì đã hình thành được các ngành công nghiệp trọng điểm như cơ khí, chế biến nông lâm thủy sản, sản xuất hàng tiêu dùng. Những năm gần đây nhờ thu hút vốn đầu tư nước ngoài nên đã hình thành các khu công nghiệp, điều đó làm cho công nghiệp của vùng có rất nhiều khởi sắc. Việc phát triển công nghiệp của vùng gặp một số khó khăn, đó là thiếu nguồn nhiên liệu, năng lượng. Hiện nay vùng này giải quyết vấn đề nhiên liệu năng lượng nhờ lưới điện quốc gia và xây dựng các nhà máy thủy điện ở trong vùng. Vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, vùng này cũng có các cái tuyến đường rất quan trọng đi qua, ví dụ như quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam. Hai tuyến đường này được mở rộng, nâng cấp sẽ tăng cái vai trò trung chuyển hàng hóa, đẩy mạnh giao lưu kinh tế với thành phố Hồ Chí Minh. Các tuyến đường ngang nối vùng này với Tây Nguyên làm tăng cường cái khả năng giao lưu kinh tế với Tây Nguyên, với Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan. Các sân bay như Đà Nẵng, Chu Lai, Quy Nhơn, Cam Ranh, các cảng nước sâu như Đà Nẵng, Quy Nhơn được nâng cấp và hiện đại. Việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo ra thế mở cửa hơn nữa cho vùng và tạo ra sự phân công lao động mới. Đây là toàn bộ các kiến thức cơ bản các em cần nắm được ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Với kiến thức này, thầy trò chúng ta lại tiếp tục trả lời một số câu hỏi ôn tập như sau. Câu 1. Ý nghĩa chủ yếu nhất của việc phát triển sản xuất thủy sản ở Duyên Hải Nam Trung Bộ là: A. Thu hút các nguồn đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. B. Tạo ra nghề mới và làm thay đổi bộ mặt nông thôn. C. Tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa và giải quyết việc làm.
D, góp phần phát triển công nghiệp và phân hóa lãnh thổ. Chúng ta dễ dàng chọn đáp án là đáp án C, phát triển thủy sản ở vùng tạo ra sản phẩm hàng hóa và giải quyết việc làm cho người dân. Câu 2, thành phố trực thuộc trung ương ở Duyên Hải Nam Trung Bộ là? Chúng ta dễ dàng chọn đó là Đà Nẵng. Câu 3, vấn đề có ý nghĩa cấp bách trong phát triển nghề cá ở Duyên Hải Nam Trung Bộ là? Khai thác hợp lý đối với bảo vệ nguồn lợi. B, đẩy mạnh đánh bắt các loài cá quý có giá trị cao. C, tăng cường nuôi thủy sản ở tất cả các tỉnh. D, phát triển mạnh chế biến theo hướng sản xuất hàng hóa. Vấn đề cấp bách trong phát triển nghề cá không chỉ ở Duyên Hải Nam Trung Bộ mà ở nước ta đấy chính là vấn đề khai thác hợp lý đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Câu 4, phát biểu nào sau đây đúng với phát triển công nghiệp ở Duyên Hải Nam Trung Bộ? A, chủ yếu phát triển các ngành công nghệ cao. Đáp án này không đúng. B, tài nguyên nhiên nguyên liệu dồi dào, cũng không đúng bởi vì chúng ta vừa khẳng định là thiếu. C, hình thành các chuỗi trung tâm ở ven biển, thì ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ đã hình thành được các cái chuỗi trung tâm công nghiệp ở ven biển. Ta chọn đáp án là đáp án C. Câu 5, phát biểu nào sau đây không đúng với ý nghĩa chủ yếu của phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Duyên Hải Nam Trung Bộ? A, tạo ra những thay đổi trong phân bố dân cư. Đáp án này đúng, ta không chọn. B, giúp đẩy mạnh giao lưu kinh tế với vùng khác. Đúng, ta không chọn. C, nâng cao hiệu quả bảo vệ tài nguyên môi trường. D, làm thay đổi phân công lao động theo lãnh thổ. Thì phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải cũng có ý nghĩa rất lớn làm thay đổi phân công lao động theo lãnh thổ. Vì vậy, đáp án đây chúng ta chọn là đáp án C. Như vậy, thầy đã khái quát kiến thức cơ bản của 4 vùng kinh tế và cùng đưa ra một số câu hỏi giúp các em vận dụng khai thác kiến thức cơ bản đó. Thầy hy vọng phần trình bày của thầy sẽ giúp các em dễ dàng nắm bắt được các kiến thức cơ bản và vận dụng được các kiến thức đó để làm các câu hỏi kiểm tra.